Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái trải nghiệm rất là thú vị để mở một cái tài khoản đầu tư chứng khoán tại nhà. Thì đây là bạn Quân, bạn ấy không muốn đến văn phòng của công ty chứng khoán để mở tài khoản vì là bạn ấy cũng khá là bận rộn. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách thức để mà mở online, ký hợp đồng online tại nhà để mở một cái tài khoản chứng khoán và đầu tư được các cái cổ phiếu này, chứng chỉ quỹ này và trái phiếu tại công ty chứng khoán Techcom Security. Và các bạn cùng theo dõi cái video màn hình mà mình đã quay hướng dẫn cho bạn Quân để mở cái tài khoản các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng trên kênh YouTube Tiền của tôi Official vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, bạn vào YouTube và gõ từ khóa tiền của tôi. Sẽ có rất nhiều các bài học mới nhất ở đây các bạn có thể học các bạn nha. Để đăng ký và nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube tiền của tôi, bạn ấn vào đăng ký và ấn vào nút chuông các bạn nha. Bây giờ sẽ là một cái trải nghiệm mình vào website của công ty chứng khoán Techcom Security đấy ạ. Đây là đường link chính thức của công ty chứng khoán nhé, tcbs.com.vn. Các bạn có thể vào cái đường link này hoặc là ở dưới cái mô tả của cái bài viết hoặc là cái kênh YouTube ấy, thì mình có để sẵn cái đường link, thì các bạn không ngại, các bạn không muốn gõ thì các bạn có thể click vào đấy để đăng ký nhé. Thế thì sau đây chúng ta sẽ vào cái phần đây ạ. Phần này là chính là phần mở tài khoản này. Đó. Bây giờ sẽ là cái màn hình, đây là cái màn hình là mở tài khoản trực tuyến đấy các bạn này. Đó thì các bạn sẽ thực hiện là qua 4 bước. Bước đầu tiên là bước khai thông tin đây nhá. Bước thứ hai nữa là bước cung cấp chứng minh nhân dân và căn cước công dân này. Bước thứ ba là bước xác thực khách hàng và bước thứ tư là bước ký hợp đồng. Với bốn cái bước này thì các bạn chỉ cần thực hiện là trong vòng 3 phút thôi và 100% là online. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn Quân để thực hiện từng bước nhé. Quân đi vào đi. Sau khi điền các cái thông tin này xong thì chúng ta sẽ ấn tiếp tục này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhập chứng minh nhân dân này, ngày cấp và nơi cấp nhé. Sau khi nhập các cái thông tin về chứng minh nhân dân, ngày cấp và nơi cấp thì sẽ đến cái bước tiếp theo nhé. Bạn sẽ chọn tiếp theo là nam hay nữ này. Ví dụ nam này, đây là ngày sinh này, năm 98 đúng không? Tháng 5 năm 98 này. Và ngày bao nhiêu? 28. Ngày 28 này. Đấy, địa chỉ của em điền vào này. Sau đó thì mình sẽ ấn tiếp tục này. Bây giờ thì tiếp theo đến một cái bước rất là quan trọng, đó chính là nhập cái tài khoản ngân hàng giao dịch. Thì đây là cái tài khoản mà bạn sẽ thực hiện nhận tiền chuyển ra từ công ty chứng khoán Techcom Security. Ví dụ như các bạn muốn bán chứng khoán và các bạn muốn rút tiền ra thì công ty chứng khoán họ sẽ chuyển tiền về cái tài khoản này cho bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn ấy nhập thông tin tài khoản ngân hàng. Có rất nhiều các cái ngân hàng ở đây thì các bạn có thể thoải mái nhập, vì hầu hết các ngân hàng đều kết nối với cả TC Invest, vì thực ra đây là một cái tài khoản chuyển tiền ra thôi nên là hầu hết là tài khoản nào cũng có được. Tiếp theo mình sẽ vào tiếp tục nhé. Bây giờ chính là một cái bước là bước tạo mật khẩu để mà đăng nhập cái tài khoản đầu tư tại TCBS. Mình sẽ vào phần tiếp tục nhé.
Ok, đây là toàn bộ những cái thông tin mà đã điền xong thì sẽ review qua một lượt đúng không ạ? Và bạn sẽ phải click vào cái thông tin này. Đó chính là cái người giới thiệu của bạn là ai. Các bạn sẽ nhập cái thông tin người giới thiệu của mình vào đây nhé. 105C041670. Sau khi nhập thông tin giới thiệu của mình là 105C041670 thì bạn sẽ thực hiện là xác nhận nhé. Ok, sẽ có một cái mã OTP gửi về số điện thoại của bạn Quân. Thì bạn ấy sẽ nhập cái mã OTP vào đây. Như vậy là bạn Quân đã vừa hoàn thành đăng ký xong một cái tài khoản đầu tư chứng khoán tại công ty chứng khoán Techcom Security. Cái tài khoản này thì hiện tại chưa được kích hoạt và chúng ta sẽ cần phải thực hiện cái bước tiếp theo, đó chính là xác thực tài khoản và ký hợp đồng nữa. Đây là một cái màn hình tài khoản nhé, tài khoản giao dịch của bạn ấy. Thì thực ra là cái màn hình này thì các bạn có thể xem được rất nhiều cái thông tin như đặt lệnh cổ phiếu bảng giá, rồi quản lý danh mục đấy, rồi đặt lệnh trái phiếu, rồi đặt lệnh quỹ, vân vân. Nhưng mà các bạn sẽ không thực hiện giao dịch được. Thì bây giờ các bạn cần phải thực hiện đó chính là kích hoạt tài khoản đây ạ. Đây chính là cái phần kích hoạt tài khoản nhá, các bạn nhìn thấy không ạ? Đó. Đó. Thì cái bước này chính là cái bước mà bạn sẽ phải cung cấp cái chứng minh nhân dân, ảnh mặt trước mặt sau, chứng minh nhân dân để thực hiện cập nhật vào đây. Bây giờ mình sẽ tải cái chứng minh nhân dân lên đây nhé. Đây. Mặt sau này. Đó. Và mình sẽ gửi luôn nha. Đến một cái bước thứ ba, đó chính là xác thực quay video. Thì đây sẽ là cái bước xác thực nhá. Đấy, các bạn click vào tôi đồng ý này, xác thực này. Đây, bắt đầu xác thực này các bạn này. Cần chứng minh nhân dân đúng không? Các bạn sẽ cần cầm theo cái chứng minh nhân dân này. Đó, và giữ nhá, trong 3 giây nhá. Để mà thực hiện xác thực này. Ok, nếu mà các bạn không quay được cái video màn hình ý, thì các bạn có thể quay bằng điện thoại. Sau đó thì các bạn upload một cái video nhá, giống như cái trường hợp này của mình này. Đấy, thì mình hướng dẫn bạn để quay một cái video này, video chứng minh nhân dân đó, và up lên đây. Cái video này sẽ tối đa là 200 MB thôi, em gửi nhá. Đấy, ok, đây bạn nhìn thấy không? Chờ một chút để hệ thống gửi đi, là chúng ta sẽ đến một cái bước tiếp theo, đó chính là bước ký hợp đồng. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ còn một cái bước số 4 thôi, là bước ký hợp đồng. Ký hợp đồng online các bạn ạ. Thực ra thì bình thường thì các bạn phải đến quầy giao dịch của công ty chứng khoán để ký, nhưng mà riêng với TCBS thì các bạn có thể ký online. Hiện tại thì có cái luật giao dịch điện tử rồi, và toàn bộ các cái hợp đồng mà khi các bạn ký này thì nó đều có giá trị pháp luật, giống như các hợp đồng bản gốc các bạn ký. Chính vì vậy mà các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về tính pháp lý của cái hợp đồng này. Đó. Đây, các bạn sẽ ấn click và xem và ký hợp đồng này.
Đó, đây là chính là cái bản hợp đồng này, đề nghị mở tài khoản và sử dụng dịch vụ của bạn. Đó, thì cái bản này nó giống hệt cái bản giấy thôi. Đó, thì thực tế ra ấy, thì cái hợp đồng này các bạn chỉ có thể ký online thôi, vì TCBS họ sẽ không có hỗ trợ để ký các bản gốc đâu. Kể cả các bạn có đến quầy giao dịch của TCBS hay của công chi nhánh của Techcombank thì các bạn cũng đều làm online như trên này hết. Đó, và các cái bản hợp đồng này này sẽ sau khi các bạn ký thì sẽ được gửi lên Ủy ban chứng khoán nhà nước để xác nhận cái tài khoản này. Chính vì vậy mà nó hoàn toàn có giá trị pháp lý để các bạn làm. Các bạn click vào tôi đồng ý nhé. Đó, và bắt đầu ký hợp đồng này. Ok, bây giờ đến một cái bước là các bạn nhập cái mã OTP gửi về tin nhắn mobile của các bạn, của bạn Quân. Đó. Đến cái bước là xác nhận này. Ok, vậy là hợp đồng đã được ký xong và đã được gửi qua email cho bạn Quân. Đó. Và bây giờ chỉ cần check cái email là có cái bộ hợp đồng này. Đó là một bộ hợp đồng điện tử giữa TCBS và bạn Quân đã được hoàn thành. Thì sau khi mà ký hợp đồng này xong thì phải chờ 24 giờ. Đó, các bạn nhìn thấy này, đang kích tình trạng đang kích hoạt này, thì TCBS họ sẽ check lại cái thông tin mà bạn Quân đăng ký và họ sẽ gửi lên trung tâm lưu ký chứng khoán để mà kích hoạt cái tài khoản này thì mới có thể giao dịch được ở trên thị trường chứng khoán các bạn nhé. Ok, vậy là mình đã vừa hoàn thành xong để hướng dẫn cho bạn Quân đăng ký tài khoản tại TCBS hoàn toàn là online, rất là dễ phải không các bạn? Và mình nghĩ rằng là với những cái thời gian mà mình tiết kiệm được khi phải đến quầy giao dịch của công ty chứng khoán để làm thì mình có thể làm rất nhiều việc khác mà chỉ ngồi để mở cái tài khoản này. Thì sau khi có cái tài khoản này, như trước đây mình chia sẻ đấy, thì bạn có thể là giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ. Và hiện tại ở trên thị trường chỉ có duy nhất là TCBS có thể là giao dịch được 3 loại cái tài sản này. Ok, vậy chúc các bạn thành công nha. Xin chào các bạn.